Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, mặc dù Mỹ đã chính thức rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương hay còn gọi tắt là TPP, song trong khuôn khổ của tuần lễ cấp cao APEC năm 2017, các bộ trưởng của 11 thành viên TPP còn lại đã đạt được thỏa thuận cơ bản cho TPP-11 với tên gọi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, còn gọi tắt là CPTPP. Theo đánh giá thì Việt Nam vẫn sẽ là nước nhận được nhiều lợi ích khi CPTPP được thực thi. Song để tận dụng được cơ hội đòi hỏi chính phủ và bản thân của các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nỗ lực rất lớn. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2017, tại cuộc họp báo về TPP tại thành phố Đà Nẵng hôm 11 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, các bộ trưởng TPP đã đạt được thỏa thuận cơ bản cho Hiệp định TPP-11, đồng thời thống nhất tên mới cho Hiệp định là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Các bộ trưởng trong phiên họp những ngày vừa qua ở tại Đà Nẵng đã thống nhất một số nội dung quan trọng, trong đó thống nhất với cái tên gọi mới của Hiệp định TPP gồm 11 nước thành viên là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, tắt theo tiếng Anh là CPTPP. Đồng thời, các bộ trưởng cũng ra tuyên bố chung khẳng định các nước trong CPTPP đã thống nhất những vấn đề cốt lõi của Hiệp định này theo hướng giữ nguyên các nội dung của Hiệp định TPP cũ, nhưng cho phép các nước thành viên sẽ tạm hoãn một số ít các nghĩa vụ để bảo đảm giữa sự cân bằng trong bối cảnh mới với những chất lượng cao của Hiệp định. Về chi tiết, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Toshimitsu Motegi cho biết các bộ trưởng đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó có thêm một phụ lục với 7 điều về những điểm kỹ thuật của Hiệp định mới, cùng một phụ lục liệt kê các điểm được treo và cần được thống nhất thêm. Đây vẫn sẽ là hiệp định toàn diện, có tiêu chuẩn cao trên cơ sở cân bằng lợi ích của các thành viên, đặc biệt có tính đến trình độ của các nước. Dù rất khó khăn, chúng tôi đều xác định là phải đạt được thỏa thuận ở Đà Nẵng. Các bộ trưởng thống nhất giữ nguyên những nội dung TPP cũ, nhưng cho phép các nước tạm hoãn một số nội dung để bảo đảm lợi ích chung, tính đến trình độ của từng nước. Theo đó, Hiệp định mới sẽ treo 20 điều của thỏa thuận TPP ban đầu, trong đó có 10 điều là liên quan tới sở hữu trí tuệ. Ngoài ra còn 4 điểm được để riêng để các bên đàm phán thống nhất trong thời gian tới. TPP bắt đầu được đàm phán từ tháng 3 năm 2010, gồm 12 quốc gia: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Quá trình đàm phán được hoàn tất vào tháng 10 năm 2015. Đến tháng 11 năm 2015, toàn văn hiệp định đã được tất cả các nước thành viên đồng loạt công bố. TPP được ký kết vào tháng 2 năm 2016. Tuy nhiên, tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Mỹ rút khỏi hiệp định này. Việc duy trì gắn kết 11 nền kinh tế vào một hiệp định phát triển ở trình độ cao nhất trong điều kiện Mỹ, một trụ cột đặc biệt quan trọng đã rút khỏi TPP, có giá trị của một tuyên ngôn, một thông điệp mang tầm cỡ thời đại, rằng xu thế liên kết phát triển ở trình độ cao nhất sẽ mang lại những lợi ích phát triển to lớn không thể thay thế. Như vậy, 11 nước đã thống nhất tên gọi mới cho Hiệp định TPP sau khi Mỹ rút lui là Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương, hay còn gọi tắt là CPTPP. Nhiều tính toán cho thấy thì Việt Nam vẫn sẽ là nước nhận được nhiều lợi ích khi CPTPP được thực thi, dù rằng lợi ích này nhỏ hơn rất nhiều khi thiếu Mỹ. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Nếu TPP có Mỹ, dệt may sẽ là ngành hưởng lợi nhiều nhất trong các ngành sản xuất của Việt Nam, với mức giảm thuế nhập khẩu từ 17% hiện nay xuống 0%. Do đó, khi không có Mỹ, các doanh nghiệp dệt may đã không còn kỳ vọng quá nhiều đến Hiệp định CPTPP. Bởi vì Việt Nam mình cái tỷ trọng xuất khẩu đi Mỹ là chiếm đến mấy chục phần trăm. Bao nhiêu nước kia cộng lại mới tương đương với Mỹ, đúng không? Thế mà những nước kia còn lại, trong cái 10 nước còn lại thì chỉ còn có Nhật Bản. Mà Nhật Bản thì đằng nào mình cũng có cái FTA giữa Việt Nam, Nhật rồi, mình xuất với Nhật rất thuận lợi rồi. Thì vậy thì tại sao mình phải cố gắng thêm để làm gì?
Kết quả phân tích định lượng cũng cho thấy Việt Nam không được lợi nhiều về mặt con số định lượng khi có CPTPP. Chẳng hạn với CPTPP, GDP tăng thêm chỉ đạt 1,32%, trong khi với TPP là 6,7%. Xuất khẩu với CPTPP tăng thêm 4%, trong khi TPP khoảng 15%. CPTPP làm tăng nhập khẩu 3,8%, còn TPP tăng nhập khẩu 10,5%. Điều đó có nghĩa so với TPP thì mức độ hưởng lợi của Việt Nam trong CPTPP giảm rất nhiều do thiếu lợi ích tăng thêm từ thị trường Mỹ. Có thể nói là TPP là một cái hiệp định cực kỳ quan trọng và Mỹ đã đóng vai trò quan trọng nhất để mà TPP nó đúng nghĩa như TPP. Không có Mỹ thì TPP không phải là 40% thương mại và gần 30% GDP toàn cầu nữa, mà nó sẽ mất đi cái phần của Mỹ. Cuối cùng là nó chỉ còn cỡ khoảng 13%. Tuy nhiên, dù mức lợi ích mà CPTPP đem lại cho Việt Nam không lớn như TPP, nhưng các chuyên gia cho rằng tham gia CPTPP sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho Việt Nam trong việc hợp tác với những nền kinh tế hàng đầu khu vực và thế giới. Ví dụ tham gia thì Việt Nam có thể mở rộng được thêm thị trường xuất khẩu như Canada, Mexico, Peru, Chile là những thị trường Việt Nam chưa có hiệp định thương mại. Rõ ràng là chúng ta không thể nói là chúng ta có lợi bằng như là có Hoa Kỳ ở đấy, nhưng vẫn có lợi với cái thị trường. Chúng ta vẫn có thể gia nhập được vào thị trường, ví dụ thị trường Nhật Bản chẳng hạn, là một cái thị trường mà hiện nay chúng ta cũng đang đứng thứ 5, thứ 6 trong cái là cái đối tác thứ 5, thứ 6 về thương mại và đối tác thứ 3 gì đấy về đầu tư, rõ ràng là lớn. Một thị trường như thị trường Úc chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể xâm nhập, và đặc biệt là những mặt hàng nông sản chúng ta có thể xâm nhập được vào những cái thị trường như vậy. Không chỉ mở rộng được thị trường xuất khẩu, CPTPP cũng là một hiệp định có những điều kiện tiêu chuẩn cao về mặt thể chế, chất lượng quản lý nhà nước cũng như khuôn khổ pháp luật. Điều này sẽ tạo được sự cạnh tranh trong một nhà nước pháp quyền với môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, sẽ mang lại động lực tích cực để phát triển. Trước hết là cái hiệp định này đang còn 20 điểm, còn phải đàm phán tiếp, thì chúng ta sẽ phải tiếp tục đàm phán về tất cả những việc đó. Thứ hai nữa là có những các vấn đề về sở hữu trí tuệ, về vấn đề lao động, chúng ta cần phải thỏa thuận. Thế nhưng mà cái điều quan trọng, tức là chúng ta phải dựa vào những các cái chương cụ thể đấy, mà chúng ta cải cách, tức là chúng ta phải thay đổi về cái bộ máy, chúng ta phải làm phù hợp với những các cái gì chúng ta đã cam kết. Thí dụ như là hải quan, chúng ta làm đúng cam kết. Thí dụ như chính phủ điện tử, chúng ta phải làm đúng cam kết. Thí dụ như là các cái biểu mẫu, chúng ta phải công khai lên. Thì lúc bây giờ, cái tiến bộ của chúng ta về mặt thể chế sẽ được nâng lên và nó thúc đẩy cái năng lực cạnh tranh của chúng ta. Cái danh mục mà các nước tạm dừng, tạm thời đóng băng là rất ít, chỉ có 20. So với cái danh mục ban đầu mà chúng ta biết nó khoảng trên dưới 50. Như vậy cái tính chất lượng cao, cái đặc trưng ấy của cái hiệp định CPTPP sẽ được đảm bảo. Và cái ấy như tôi nói nó rất gắn với cải cách thể chế, cải cách những cái chính sách điều tiết sau biển biên giới. Và chính cái ấy mới là cái quan trọng nhất để mà thúc đẩy cái sự phát triển, thúc đẩy tăng trưởng có chất lượng. Và hơn thế nữa, nó gắn với cái phát triển có tính bao trùm. Trong bối cảnh đó, xu hướng tự do hóa thương mại không phải nước nào cũng đứng ngoài cuộc. Tương lai CPTPP có thể không phải chỉ dừng lại ở 11 nước, mà còn kết nạp thêm một số nước khác và không ngoại trừ Mỹ quay trở lại. Và khi có Mỹ, thì Việt Nam được đánh giá là nước hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định mới này. Theo ước tính thì nếu như TPP bao phủ 40% GDP, 60% thương mại toàn cầu thì CPTPP chỉ có độ bao phủ khoảng là 14% GDP, 1/6 thương mại toàn cầu. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia, mặc dù độ bao phủ thấp hơn nhưng vẫn là thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trước CPTPP vẫn nguyên vẹn như đối với TPP. Dù hiện nay CPTPP chỉ là báo hiệu của một niềm hy vọng, một tín hiệu cho sự hồi sinh của TPP, còn việc tiến đến ký kết và đi đến thực thi với những điều khoản và những thỏa thuận cụ thể hơn còn là một câu chuyện dài. Tuy nhiên, câu chuyện cạnh tranh khốc liệt đã hiện hữu khi ASEAN có hiệu lực gần 2 năm qua. Đại diện doanh nghiệp này cảnh báo,
Đây cũng sẽ là hình ảnh tương lai và thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp Việt Nam trước CPTPP. Cái thách thức thứ nhất là khi mà thuế nó giảm những cái được hưởng được cái ưu đãi đó thì cái hàng hóa của các cái nước khác trong khối cũng sẽ tràn vào Việt Nam, tạo ra một cái sự cạnh tranh chính trên sân nhà. Đấy, ngay như là hiện nay cái hiệp định ASEAN, thương mại của ASEAN đã có hiệu lực thôi, thì hàng hóa của các nước trong châu Á khi thuế xuất bằng không thì đã xâm nhập vào như từ Thái Lan, từ Indonesia, từ Singapore vào Việt Nam, thì cạnh tranh nhất là đối với hàng may mặc, của tạo thành một cái sự cạnh tranh rất là lớn, làm cho cái trên cái thị trường ở Việt Nam này thì miếng bánh nó đã nhỏ rồi, cái thị phần nó càng được chia nhỏ ra thì đấy là tạo ra cái sự cạnh tranh đối với lễ tổng công ty 28. Thách thức thứ hai mà các doanh nghiệp nhận định cũng đã được minh chứng là thách thức trong giữ chân người lao động. Nguồn nhân lực chất lượng cao đang có khuynh hướng chạy dần sang các doanh nghiệp FDI. Cái thứ hai nữa là khi cái lao động, cái đầu tư mà chuyển vào ở trong này, khi lao động được giao thương rộng hơn, mở rộng hơn để hợp tác hơn, thì cái sự thu hút, giữ chân chính sách đối với người lao động, đối với Tổng Công ty 28 cũng là một cái sự khó khăn. Mà cái xu hướng đấy đã nhìn thấy rõ trong cái thời gian vừa rồi. Hiện nay, lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vẫn rất đông đảo, chiếm hơn 97% doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Trong khi đó, khả năng nắm bắt những luật chơi quốc tế của những doanh nghiệp này rất hạn chế. Đây cũng là một trở lực của doanh nghiệp Việt Nam trước CPTPP được các doanh nghiệp nhận định. Về mặt cái trình độ, về thì thấy cái tiếp cận về cái trình độ, về cái quan hệ quốc tế, phải thấy là tìm hiểu về cái những cái luật chơi của quốc tế, phải thấy là các doanh nghiệp làm việc không có điều kiện. Thì ngoài các doanh nghiệp lớn thì họ có những cái bộ phận chuyên môn tư vấn luật để làm những công tác đó. Thì doanh nghiệp nhỏ, vừa nhỏ họ vừa giám đốc, họ kiêm hết, vừa quản lý sản xuất, vừa là người đi quan hệ bán hàng, vừa là họ phải thực hiện những cái chủ trương về trong và ngoài nước. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà một người làm việc nhiều quá thì cái mức độ nắm bắt sẽ không được sâu sắc hơn. Đó cũng là một cái hạn chế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam chúng ta. Theo các chuyên gia, về cơ bản CPTPP sẽ giữ lại bản chất của TPP. Như vậy, thách thức và áp lực về những thay đổi trong cơ chế, những hoạt động về sản xuất kinh doanh, luật pháp vẫn nguyên vẹn như đối với TPP. Các cái áp lực về cải cách đối với lại nhà nước nói chung, về cải cách thể chế thì tôi nghĩ vẫn còn nguyên. Bởi vì là tôi được biết là những cái yêu cầu về lao động, công đoàn, về môi trường, một số cái thì vẫn giữ nguyên trong cái các điều khoản. Trong khi đó, theo các chuyên gia, độ chênh giữa pháp luật Việt Nam so với các nước trong khối còn rất lớn. Tại chúng ta biết rằng chúng ta đang có một cái sự chênh giữa luật pháp của Việt Nam, những quy định của Việt Nam về cơ chế, về doanh nghiệp, về lao động, về các tổ chức doanh nghiệp, về thuế, nó còn chênh rất nhiều đối với lại 10 thành viên khác của TPP. Dưới cái nhìn của một số các quốc gia ở bên Tây Phương thì chúng ta chưa phải là một nền kinh tế thực thụ. Họ vẫn chưa nhìn nhận Việt Nam như là một nền kinh tế thị trường thực thụ, một nền kinh tế thị trường toàn diện. Đại diện trung tâm WTO thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định thách thức về cải cách, về chuẩn mực, về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và về sàng lọc vẫn còn đó. Nếu doanh nghiệp cho rằng những thay đổi chưa thật sự cấp bách vẫn cứ chậm rãi thì đến khi CPTPP có hiệu lực, đặc biệt khi Hoa Kỳ quay trở lại thì doanh nghiệp sẽ không thể xoay trở kịp. Những doanh nghiệp làm ăn chập giật và không có bài bản sẽ bị đào thải. Thưa quý vị, được đánh giá là hiệp định thương mại tự do toàn diện nhất, thỏa thuận thương mại cao nhất của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam cần có những sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước CPTPP, bởi đây là động lực, cơ hội cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực sánh vai với bạn bè quốc tế, kết nối mạnh mẽ hơn với nền kinh tế lớn trên thế giới. Chuyên sản xuất xuất khẩu các sản phẩm dệt may, doanh nghiệp này đã có kế hoạch và bước chuẩn bị cho hội nhập nói chung, hay TPP và CPTPP nói riêng. Từ giai đoạn 2005 đến 2015 và tiếp đến là giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2025. Cụ thể, bên cạnh tìm hiểu, thăm dò, đẩy mạnh mở rộng thị trường trong khối các nước CPTPP, thì tăng năng suất lao động là giải pháp hàng đầu được doanh nghiệp thực hiện.
Tổng công ty 28 phải đầu tư bằng cái cách tăng năng suất lao động trên đầu người bằng cái việc phải đầu tư các cái trang thiết bị và công nghệ hiện đại. Đó, ngoài cái việc thay thế dần những cái máy móc cũ của ngành dệt, của ngành may mà đã đầu tư cách đây trong khoảng 10 năm, 15 năm thì hiện nay chúng ta phải nâng cấp lên thành những cái thiết bị dệt may thế hệ mới. Có cái năm mà mới sản xuất trong năm 2016, 2017 vừa rồi ở châu Âu để và các cái bài toán tin học hóa, tự động hóa vào thì để mà nâng cái năng suất lên chừng khoảng 8 cho đến 10%. Không chỉ những giải pháp và sự chủ động của doanh nghiệp trước CPTPP, các cơ quan chức năng cũng có kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng những lợi thế từ hiệp định này. Cụ thể là cơ quan hỗ trợ cho doanh nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế, Trung tâm WTO thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phổ biến thông tin về CPTPP cho các doanh nghiệp, đồng thời phối hợp cùng Cục Xúc tiến Thương mại triển khai các lớp về tự chứng nhận xuất xứ. Thì hiện nay thì trung tâm chúng tôi đang phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu là đang triển khai các cái lớp về tự chứng nhận xuất xứ. Đây là một cái điều rất là thú vị, có nghĩa là giúp cho doanh nghiệp 24 trên 7 tự chứng nhận xuất xứ của mình đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi. Cải thiện gấp rút có những thay đổi kịp thời cho lực lượng lao động là giải pháp được các chuyên gia đề cập. Cụ thể, ngoại ngữ là yếu tố được các chuyên gia lưu ý là Việt Nam kém cạnh tranh nhất so với các nước trong khối CPTPP. Không còn thì giờ nhiều để mà có thể thay đổi và có những cái bước tiến đáng kể, đó là cái lực lượng lao động. Như chúng ta biết rằng cái lực lượng lao động của chúng ta còn rất thiếu sót trong vấn đề đào tạo các kỹ năng, mà đặc biệt nữa là chúng ta đi vào cái giai đoạn 4.0 về công nghệ thông tin. Thì đây là một cái thời đại mới mà chúng ta phải đào tạo lại rất nhiều người lao động của chúng ta để mà có cái kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Thì doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao về cái năng lực cạnh tranh của mình. Tức là từ cái công tác quản lý cho đến cái phát triển công nghệ cũng như phát triển sản phẩm thì doanh nghiệp phải không ngừng để nâng cao. Là một thỏa thuận hiệp định thương mại tự do mang tính toàn diện nhất nên độ mở và sức ép cạnh tranh đối với hàng hóa Việt Nam cũng sẽ đi cùng chiều. Vì vậy, theo các chuyên gia, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi mà các doanh nghiệp cần nâng cao. Tất cả mọi lĩnh vực, trước nhất là bắt đầu từ luật pháp, rồi tất cả những cái cơ chế về thuế, về tổ chức, về kinh doanh, về lao động, tất cả những cái quy định về luật pháp, những cái cơ chế liên quan đến tất cả những cái khâu đó cũng phải được thay đổi. Và đặc biệt nữa là hàng hóa Việt Nam cũng phải được nâng cấp, chất lượng hàng hóa Việt Nam phải được nâng cấp. Các doanh nghiệp cần phải xem xét lại, tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống để mà đầu tư toàn bộ, đầu tư từ cái hệ thống dây chuyền công nghệ. Cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển rất là nhanh, cần phải cập nhật, đưa những cái công nghệ mới, kỹ thuật mới vào. Về thể chế chính sách, theo các chuyên gia, cách thức quản lý của nhà nước phải theo hướng cơ chế kinh tế thị trường. Cần vạch ra rất rõ ràng nhà nước cần làm cái gì và nên làm cái gì, còn lại là để thị trường và xã hội dân sự làm. Ví dụ như là câu chuyện của công đoàn, thì đấy là một cái vấn đề liên quan đến xã hội dân sự rất rõ ràng. Và như vậy thì nhà nước sẽ can thiệp ở mức độ nhất định, còn lại là sẽ cho các tổ chức công đoàn sẽ có một cái tự độc lập nhất định để có như vì cái lợi ích của người công nhân. Thì ví dụ đấy là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng và liên quan đến thể chế, và đây cũng là vấn đề khá là nhạy cảm nhưng mà rất là cần thiết. Dù hiện nay Hiệp định mới, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có một số điểm khác với TPP như sẽ trì hoãn 20 điều thỏa thuận TPP ban đầu, 4 điểm được để riêng để các bên đàm phán thống nhất trong thời gian tới. Tuy nhiên, Việt Nam được xem là quốc gia nghèo nhất và có nhiều điểm kém cạnh tranh nhất trong 11 quốc gia của CPTPP. Vì thế, nếu như Việt Nam không có những thay đổi kịp thời, thì những kỳ vọng cho tăng trưởng của Việt Nam trước Hiệp định này sẽ đi ngược lại. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.